Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Game Online Mình là Remai Và như các bạn đã biết, á, Remai luôn luôn mang đến cho các bạn những cái tựa game mới Cũng như những cái tựa game trên điện thoại Mà các bạn có thể uh, gọi là có những cái khoảng thời gian vui vẻ khi mà chơi game Và hôm nay mình sẽ mang tới cho các bạn một cái tựa game gọi là Uh, khá là mới cũng như là nó có một cái cách chơi gọi là nó không có giống ai hết và tự game này có tên là Dreaming Dimension Deck Hero thì mỗi màn chơi trong tự game này sẽ là một chiến thuật không có động hàng luôn và đây là một tự game thẻ bài chiến thuật theo phong cách rock light thì các bạn cứ nghĩ là tự game thẻ bài thì nó dễ chơi nhưng mà thật sự là các bạn cần phải rất là nhiều rất là nhiều não để có thể chơi tự game này nha và bây giờ bắt đầu vô chơi thử nè đó tại vì uh, theo cốt truyện đi mình đã nói trước cốt truyện là ở đây là mộng giới mộng giới là gì là thế giới trong mơ đó các bạn nghe cái tiếng nhạc là biết thế giới trong mơ rồi ok vô nha đó game game nghe, nghe khá là dễ thương rồi ờ uh, gladiator In a dream trong mơ bạn biến thành uh, Gladiator và sử dụng những cái uh, những những cái cái skill những cái skill những cái đòn đánh bình thường ấy để khiêu khích kẻ địch. Ok, Gladiator. Ủa, mình có thể chen mình thay đổi thành cái uh, đổi nhân vật khác không? Oh cái này là có talent nè. Talent là kiểu như cái uh, cái cái skill upgrade skill của các bạn á. Đó để quay trở lại coi. Uh, mình mình có thể chuyển sang uh, một nhân vật khác không? Ồ oh, cái này mình không thể chuyển, cái này là skin, cái này là skin Ồ oh, mình có thể chuyển sang nhân vật khác không ta? Mình có thể đổi thành nhân vật khác không phải là Gladiator không ta? Ồ oh, Hình như là random thì phải, hình như là random để các bạn có nhân vật khác thì phải Ok Gladiator Ok Switch stream Hay là hoặc là tất cả mọi người đều bắt đầu bằng Gladiator hết Ok Switch stream Uh, giấc mơ ngọt ngào, giấc mơ im lặng, giấc mơ sợ hãi, uh, ác mộng, ok. Đây, bây giờ mình thử chơi thử trước nha. Đó nghe cái tiếng nhạc nghe thấy ghê, không phải là game kinh dị mà nghe ghê vậy. Um. Bạn có thể sử dụng uh, sử dụng skill tới khi nào mà bạn vẫn còn mana, ok. Wow, Ủa cái 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 uh, cái tự game này nó có cái đồ họa dễ thương thế nhỉ À đây là gì đây? much mira como fortune kiểu như là một cái một một cái một cái gì may mắn ấy. Ok một cái đền may mắn. Ờ uh, Ồ uh, đây là một cái game thẻ bài mấy bạn. Đây là game thẻ bài nha cho nên là các bạn phải uh, chú ý vào cái việc mà các bạn chọn thẻ bài của các bạn nè. One hand one hand one hand. Cái đền như thẻ bài của mình thì phải, thẻ bài của mình đúng không? Ờ uh, đây đây là nhân vật của mình, đây là thẻ bài của mình. Ờ uh, mind focus Uh, draw hai như lấy hai lá, quăng hai lá. Ok, cái này là một game thẻ bài cho nên là mình sẽ đều, đầu tiên là mình phải coi coi là cái này nó làm như thế nào đã. Ok. Ok. Um, hmm. Có một cái uh, có một cái uh, sức mạnh kỳ lạ của các bạn mà khi mà các bạn phải drop một cái um, kiểu như các bạn sẽ chọn một cái, cái 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 sức mạnh nào các bạn muốn ở trong cái um, cái 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 chỗ may mắn này nè cái này gọi là cái đền may mắn hay là gì đó để mà các bạn có thể chọn được thì hãy chọn ba trong cái này um, các bạn chọn ba trong kiểu như một trong ba cái này uh, ok lấy cái này đi ok uh, quick thinking quick thinking um, um, ok lấy hai cái siêu ok new skill lấy hai cái siêu rồi ui ở đây con boss Ở đây con boss có nên tới gần không ta như là cái này là các bạn có thấy không thì bây giờ các bạn muốn đi á các bạn mà muốn đi thì các bạn phải đánh đánh một trong hai con boss này đó a toxic a toxic man man eater eat đây là mấy cái con con quái cái này là con ma cái con quái mà mà để các bạn có thể chơi đó để mình coi coi chơi sao đây ừ. Đầu tiên là mình để coi cái cơ chế Cái cơ chế mà chơi của tựa game này À, đây là một tựa game thẻ bài Nhưng mà các bạn sẽ được di chuyển Và các bạn sẽ sử dụng những cái thẻ bài Các bạn đang có ở trên tay để mà các bạn uh, chiến đấu nè uh, The cost of the card à, uh, được cost giống như là mana của các bạn á Các bạn chỉ có thể ra cái mana bằng với cái số ở trên màu xanh ở bên trái thôi Cái số kiểu như là cái số màu xanh màu xanh lá cây á ở bên trái Các bạn chỉ ra được cái bài đó khi mà số mana của các bạn có đủ thôi uh, Số 4, cái số màu cam là số đam Và shield, shield đâu ta? Siêu, siêu là cái màu xanh là cái siêu cái siêu là khi các bạn khi các bạn có siêu á là cái đòn đánh ở thách của các bạn nó sẽ đánh vào trong cái siêu đó sẽ mất cái siêu đó theo mất máu ok Uh, monster kẹt, uh, defend kẹt, debug kẹt uh, của cái con uh, cái 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 các bạn thấy không? cái thấy cái một monster không? thì nó sẽ có hai cái là một cái siêu và một cái màu đỏ là cái dam. thì uh, các bạn căn cứ vào cái này để có thể sử dụng kẹt sao cho nó đúng nha. ok. Um, và nó có cái debug nữa mình mình không biết là cái debug nên xài như thế nào. Um, đây coi kẹt của mình coi. ui mình chưa có kịp coi nữa. Mình chưa kịp coi, mình đã kéo lên rồi Ok uh... Bấm một kẹt Oh Chọn một kẹt mình có để mà triệu hồi ra cái kẹt khác Ok Ok One hand ô mình hết Mình hết mana rồi Mình hết mana rồi Mình hết mana rồi What What Mình hết mana rồi nhưng mà con quái vật này nó ghê quá Ok Mind focus mình, mình sẽ mình, mình, ra chiêu mình đánh nó mình ra chiêu mình đánh thường với nó ơi hồi nãy mình chưa kịp con cái này mình đánh, đánh thường tiếp đánh thường tiếp nè chiêu normal attack không tại vì cái con của mình á là normal attack rất là mạnh cho nên là mình sẽ sử dụng normal attack ok chiêu đó mình sắp thắng rồi đó à có cái này có cái siêu block nè cái siêu block này giống như là ở mình coi cái siêu block này là kiểu như chặn ấy chặn chặn đòn đánh của cái con này chặn đòn đánh của cái con uh, quái vật này ô oh, mình bị mình bị trúng độc mình bị trúng độc mấy bạn ờ oh. ờ oh, cái này là hiu hình như là hiu đó mình bị trúng độc và bây giờ mình sẽ uh, sử dụng cái này ok Enter rồi uya nó nó có nào mùa nhưng mà không sao mình mình có mình có siêu block ok mình sẽ có siêu block rồi nhưng mình sẽ đánh thường nó tiếp đánh thường nó tiếp đánh thường nè còn có một máu đó. thôi mình đánh thường nó cái nào nó chết rồi đó có nghĩa là mình các bạn có thể thấy ở trên đầu con quái vật á là nó có 5 đam đúng không thì nó nếu mà nó đánh mình thì mình sẽ mất 5 đam mình mất 5 máu đó nếu mà mình không sử dụng cái chặn đòn đánh ok ô không có vật này nó có độc mấy bạn nó có độc nè nên mình có đi các bạn thấy không mình có đi nè cho nên là hồi vì giết nó chết rồi victory yo. Yeah. bây à, giờ mình sẽ chọn một cái mình ừ, mình chọn cái lá bài này đi ok chọn cái lá bài mình sẽ lấy một lá bài đam thì trong tự game này á là một tựa game thẻ bài cho nên là các bạn phải đọc kỹ những cái gọi là những cái 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 bắt cái, cái, cái passive những cái gọi là cái um, nội tại của tựa game ấy ừ, hồi máu nè hồi máu máu chị ăn máu ăn máu được không chị đang máu quá trình này to earn ba máu là phải coi à đó hả là phải, cái đó là phải coi uh, kiểu như đó cái đó là phải coi 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 uh, quảng cáo ok giờ sao chạy uh, các bạn muốn chạy bằng cách các bạn muốn chạy thì sẽ bấm bằng trên cái ô ấy thì nó sẽ chạy Ok, mình đánh đánh thêm con quái ra nữa đi hmm. Nhìn dễ vậy thôi Nhưng mà các bạn phải gọi là Khá là kỹ càng trong việc chọn bài đó nha Hiện tại mình còn ít máu quá trời nè uh, Ok Keep distance Để mình coi coi uh, uh, Rút một bài nếu bạn có ít hơn 5 bài Ok, cái này là gì đây uh, Lấy ôi oh lấy ba enemy tier cái này là gì nhỉ chưa kịp coi nữa current enemy current enemy three tier fear à, à cho cho kẻ địch 3 sợ hãi fear chứ phải tier nên mình tưởng tier ok à, mình sẽ sử dụng lá này mình sẽ sử dụng lá này để block đó không để block cái lá đó là lá block cái um, đòn đánh của kẻ địch cho nên thì các bạn chỉ cần bấm vào đó thì nó sẽ lóc thôi. Uh, Trời cái lá này mạnh quá vậy Nhầm nhầm lá này mạnh quá vậy Ok Đó Khi mà các bạn Khi mà các bạn uh, Không còn những cái lá khác rồi á Thì các bạn hãy enter Thì khi mà các bạn enter á Thì các bạn nên uh, Có một cái lá block attack Thì các bạn nên block Để mà cái con quái vật kia nó tấn công á Thì bạn không có bị mất máu Đó Enter Rồi À con quái vật này nó cũng có cái đó luôn kìa Ok à, uh, Sử dụng cái này Đó rồi uh... ok đó các bạn nên nhớ là các bạn chỉ có các bạn nên nhớ là các bạn chỉ có uh, 3 mana thôi nha cho nên là phải cẩn thận trong cái việc sử dụng mana của các bạn u thắng luôn rồi ok quá mạnh uh, bây giờ mình sẽ được tặng bây giờ mình sẽ được tặng một cái gì đây đây là một cái ô uh... oh, đây là kiểu như là tặng cái 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 một là đồ ít khi mà không có bài xanh thì sẽ sử dụng 8 siêu cho tới khi mà thì sẽ được có 8 siêu nhận 8 siêu cho tới um, cho tới khi kết thúc tên is uh, blue card, each brand you want shield. nếu mà có một blue card thì sẽ cho bạn một siêu um, khi mà kẻ kẻ địch bị yếu đam Uh, khi à, khi mà kiểu đẹp bị yếu bởi bởi red card thì sẽ cộng thêm 25% phần uh, trăm hôm lấy cái này đi mình lấy cái này đi ok rồi bây giờ nhận một cái card mới nè uh, um, following following red card um, nhận hai siêu cái nào ta cái nào đây ta um, mình mình chưa có cái power nên mình nhận cái này ok mình chưa có cái hồi máu cho nên mình sẽ tiện mình lấy một cái hồi máu ok ngon ngon nhé Ok, bây giờ đi tiếp nè, đi tiếp nè, đi tiếp coi có gì bên này không. Ui, coi có gì bên này không? Để, để mở đường là hết rồi. Ui không cho đi à, phải đánh con này à. Ok, đánh con này luôn vậy. Rồi. Ok, Uh, con này không có con này không có đam không không có đam tay nhiều cũng như không có đam attack nhiều ấy cho nên là các bạn không cần phải gọi là quá lo lắng đó mình sử dụng đòn đánh đường rồi mình sử dụng shield và mình end thì đây là cái combo cơ bản um, để cho khi mà các con quái vật nó tới nó đánh mình thì mình không có bị gì uh, ok mình sẽ sử dụng mình sẽ sử dụng cái lá này và mình sẽ tiếp tục sử dụng lá này đó sử dụng lá này chiêu đó để mà có thể nhanh chóng kết thúc kẻ thù. Oh từ từ khoan đó vì mình sử dụng lá này đẹp chết nhanh gọn lại quá nhanh dọn lính quá nhanh thì đó đây là oh đây mình chọn quick attack chọn quick attack thì trước là quick attack là kiểu như là một cái đòn đánh nhanh đấy nó sẽ không được tính là thể bài ok rồi thì đó là cách chơi của cái tự game này kiểu như là các bạn mà muốn oh uh, cái này là gì đây upgrade Ồ, oh, các bạn có thể upgrade kẹt lên 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 kiểu như đòn đánh thường có cái uh, kiểu như các bạn có thể update thẻ bài của các bạn lên đòn đánh thường nó cao hơn hay là những cái chỉ số nó sẽ được búp lên cho các bạn. U uh, hay vậy ta? Được nha. Thì đó là cách chơi của cái tựa game thẻ bài này và nó khá là gây nghiện. Các bạn nào mà thích chơi tựa game thẻ bài mà theo dạng nó không có nhàm chán như những tựa game thể bài thông thường á thì đây chính là một cái lựa chọn rất là tốt dành cho các bạn. Các bạn có thể tải tựa game này về ở trên App Store hoặc là Google Play. Tựa game nó có tên là Dreaming Dimension Deck Deck Heroes nha. Các bạn chỉ cần bấm vào và tìm thôi. Thì tên hoặc là link mình sẽ để dưới phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã xem video lần này và bây giờ chào tạm biệt và gặp lại. Musica